Nhầm, mẹ đi câu nó còn khỏe như Tay nào. làm sao trước đây kia? Đó, anh bị tướng trước này. À, Trước làm bếp. Anh chuẩn bị mở cái quán nhậu ở ngay chỗ đường ấy này. đường gì anh? Chỗ ngoài chỗ Nguyễn cái gì? Phong sắc à? Không. Ở cái đường mới cơ. Đường mới, đường bên nào? Đường đôi, đường Đây mới Văn này. Tiến Dũng à? Ừ, Văn Tiến Dũng. Là chỗ nào? Ngay chỗ 63 Văn Tiến Dũng nhìn sang. Mai anh làm đấy. Nào có bọn em cũng hay thi thoảng lượn vận thời gian ra cũng anh. Mai bắt đầu anh làm hàng rào. Bây giờ À, anh đang san đất. tay anh cũng có vẻ giống tay em đấy. Anh trước làm máy công nghiệp mà. Em không làm máy công nghiệp nhưng anh nhìn bình thường này, đây này. Là run gì? Đó. À, Tay chịu, em run. chịu, chịu khó tối đến cái ngày cứu ấy. Ôi giời, mẹ em lại Run bị lên. gen di truyền mà anh. Không, kể cả di chuyển. Mẹ em Em bị. ngâm cái đấy nó đỡ luôn ạ. Cái ngày cứu em cho nhiều muối rồi. À. Xong rồi em đun sôi nước lên ấy. Đun sôi nước lên xong bắt đầu em cho ấy vào. Cho muối vào. Anh cho nữa đi, cho thêm tí nữa đi. Xong rồi em ngâm. Anh đặt đây hồ. Anh em đi chơi. Anh đưa em nắm nhá. Quay ra. Này có vẻ nó vẫn đang hơi chắc đấy. Nắm với nhau thêm tí nữa thì Đánh rèo tí nữa không? Đấy thôi, thả phao vào. đây đánh một tuần đánh thoải mái này. Kia bên ông bên kia em vừa đi qua như cái ông đánh bạc cần. Kia cái ông ngồi bên đối diện mình. Vâng, đấy toàn là kiểu câu lâu rồi. Cái này nó chưa ngấm đâu anh ạ, nó phải một lúc nữa nó mới ngấm cơ. Tí Đánh nữa dần thì tự dần. dưng nó sẽ nhão ra đấy. Căn bản này em vừa trộn xong, em trộn từ sáng ấy, tầm cách 1-2 tiếng ấy, bây giờ đánh là vừa. Tại vì bây giờ xuống đến đây rồi xong rồi, ví dụ mình dúng nước vào sợ tí nữa nó lại nhão hơn thì Tí nữa nó ướt. nay tí kiểu gì nó nhão hơn mà. Này đến đây khoảng tầm hơn năm, hồ này nhiều lắm, Bây giờ chắc cũng giảm bớt vét hết rồi. thì tất nhiên thời gian này nó Em với thằng Văn Anh về Vĩnh Phúc, hai thằng vét kinh khủng khiếp luôn. Anh cần này mềm hết nhỉ? anh hai cần rồi, cần này cần của ông già, trong kia cần Simolo mà. Mình để cứng cứng thì bột bỏng thì không sợ, nhưng mà để nó mà nhão nhão ấy thì bột này nếu mà nó không bỏng được thì sợ nó pẹp phát thì nó hỏng mất. Bẹt phát là rồi vỡ. Chả cần phao đâu, anh tháo phao thôi. Anh cũng chịu khó sắm đồ đó. Loanh quanh nhảy xuống đây chơi được cái video lâu lắm rồi em không có video. Anh vụt thẳng ra cái hướng đằng 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 đằng, đằng cái bốt giữa. Thẳng vào cột đi nhé. Cần mềm ném xịt thế, anh ném đến là anh ném nhẹ đấy, nó phải mạnh.